Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em đi quay cho cô chú anh chị xem và tham khảo một mảnh vườn nhé. Vườn này là có tổng diện tích là 3 hectare nha cô chú anh chị. Rất là có sổ nha. Bên đây được chủ trong tỉnh là cô chú như cô chú anh chị. Nhưng mà cái mảnh đất của mình là có ao hồ điểm việc đầy đủ hết cho cô chú anh chị. Mảnh cửa đô đầy đủ hết nha. Cái mảnh đất của mình nha. Nhưng mà do chủ nhà họ sử dụng. Họ chỉ là trồng cao su như thế này nha cô chú anh chị. Đấy, cầu số này là cầu số năm thứ 11 đấy nhé cô chú anh chị. Đấy, chủ nhà đang cho thu hoạch, năm nay là năm thứ ba đấy nhé. Năm nay bắt đầu là thu hoạch năm thứ ba này. Đó, giống cầu số này thì cực kỳ mủ rất là nhiều. Đấy, đầy chén luôn cô chú anh chị này. Đấy, mủ cực kỳ đất bằng phẳng nha. Đất bằng giống như một cái sân bánh luôn nhé cô chú anh chị. Đất đỏ ba gian. Thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây mình đầu tư làm ăn lập nghiệp nha. Còn mảnh rầy của mình nha cô chú anh chị. Nó cách đường bê tông có mấy chục mét nha cô chú anh chị, 3-40 mét là đến tờ lên 4-50 mét là tới cái đường bê tông nha. Đấy, mảnh đất của mình là thuộc về xã Quảng Phú, huyện Cờ Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông. Từ mảnh đất về hướng Sài Gòn là 280 cây số, còn về hướng Lâm Đồng thì nó rơi vào tầm khoảng là 50 cây là sang huyện Đam Giống của tỉnh Lâm Đồng nha cô chú anh chị. Còn mà ra trung tâm trường chờ của chú anh chị cấp 1, cấp 2, cấp 3 ủy ban trường chờ thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 6 cây số nha cô chú anh chị. Mình đi đường băng hết nha. Cô chú anh chị mà đang tham khảo đứng cái mảnh vườn này liên hệ cho em theo số điện thoại em để sẵn trên màn hình nha cô chú anh chị. Cầu số này là chủ đang thu là năm nay là năm thứ ba nha cô chú anh chị. Cực kỳ đẹp, đất băng phẳng. Ô tô đi vào tận rầy luôn nha. Giống cao su này là cao su là họ đang bảo là rễ 4 hay 6 đấy cô chú anh chị. Đó, mủ cực kỳ nhiều luôn, mỗi lần họ trút mủ là họ cào là mủ cứ đầy chén thôi. Cực kỳ năng suất. Anh chị mà đang quan tâm thì liên hệ cho em để mình tìm hiểu và tham khảo đến cái mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Đấy, kể bên cái mảnh vườn của mình là họ trồng mốn như thế này cô chú anh chị, cái sầu riêng này. Đó, đất của mình băng trắng giống như cái lô đất này, hai lô là băng trắng như thế này luôn nha cô chú anh chị. Đấy, nó tương đương giống như thế này luôn. Nếu cô chú anh chị không thích cầu su mình cắt bỏ cầu su mình trồng cây khác vô nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang theo dõi cái lô vườn này thì liên hệ cho em nhé để mình tìm hiểu và tham khảo đến mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Hiện tại bên đây chủ nhà đang kêu giá là 750 triệu trên 1 hecta nha cô chú anh chị. 750 triệu trên 1 hecta, giá đó đang còn có thương lượng. Đấy, anh chị mà đang quan tâm thì liên hệ cho em để mình tìm hiểu và tham khảo để mảnh vườn này nha và gặp chủ và thương lượng giá nha cô chú anh chị.